Arena. Những trận đấu gay cấn của tuần 2 vòng bảng Yomot Gamel Summer 2022 vào lúc 17 giờ ngày 26, 27, 28 tháng 8 trên tất cả kênh sóng của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports. Rằng Lazy Boy đang có một góc bắn quá tuyệt vời, trong tay anh ta là một vũ khí không thể mạnh hơn, một khẩu Adup với tầm bắn từ góc siêu siêu cao. Và Lazy Boy bây giờ anh ta có cả thế giới trong tầm mắt của mình và cả mạng hạ gục nữa, đã có hai kill rất đơn giản rồi. Bên phía Fishing không hề biết rằng chúng ta đang có một góc nhìn quá đẹp ở thời điểm hiện tại. Triple kill dành cho Lazy Boy, một chàng trai thật sự lười biếng, bởi vì tất cả những gì anh ta cần làm đó là lôi thủ Adup ra và ghi điểm mà thôi. Quét sạch Fortune Fishing rồi, nàng kill dành cho Lazy Boy. Bây giờ với 7 giờ của góc thi đấu của mình, có thể nói rằng Lazy Boy đang giữ lại đó là niềm hy vọng dành cho Bà Rịa Vũng Tàu. Vị trí của Grandmaster cũng không an toàn, Tomixte đã phải nằm xuống và Legendary huyền thoại thuộc về Lazy Boy. Nhiều cây cỗ máy sát thương bên VNX vẫn đang được xả súng, anh ta đang có 3 mát 3 vạch và khẩu súng này bắn phá hết tất cả các gian, phá hết tất cả sinh lực của đối phương. Vị trí của Eagle Esports không hề an toàn, bên phía New Cây vẫn đang tiếp tục xây, anh ta có góc bắn đẹp quá, những người đồng đội đang cover và đó là những gì mà New Cây cần để có thể tỏa sáng trong tình huống lần này. Phá mát quá hay, vị trí của Nike Hai chạy không kịp, muốn ra giúp những người đồng đội của mình nhưng không được. Đây là New Cây, sức mạnh của MDF, quét sạch Super Sài Gòn và cuối cùng là AFK cũng không thoát khỏi cửa súng sạc trong tay của New Kai. Lucky đang có một góc thoáng và M82B trong tay anh ta thì không có sự nhân nhượng, VFC đã nằm xuống rồi, Weekend không bước đi nổi nữa. Một pha súng cực kỳ mãn nhãn với mạng hạ gục thứ hai cũng đang có trong tay, một viên một nầu, đó là Bloody, đó là xuyên keo và thêm cả Skyler. Nai giống như một chú kiều vậy, anh ta không đi đâu được nữa cả và Bloody hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đang có những con mồi ngay trước mặt và Buffalo đang được chơi một cách rất thoải mái. Bà Rịa Vũng Tàu bị gạt đi rồi, nhưng Buffalo thì cố gắng tác mạng của các thành viên Great Bigger. Không có cửa nào dành cho Night Hai cả, bởi vì đó là Skyler, đó là sự hỗ trợ đến từ Heavy để Buffalo có thể thoải mái tấn công. Great Bigger bị quét sạch. Phía Thái Sơn đang có một góc nhìn quá hay, Wasabi không trụ nổi nữa rồi, Wasabi bị quét sạch giữa M82B và Adobe của bên phía Thái Sơn. Anh ta đang có chơi quá thoải mái, đội hình AQ bắt đầu mang lên với sự cover đến từ bên phía Thái Sơn và quá sạc kill cứ thế rơi vào trong tay mà thôi. Bên phía của Step Up Gaming hay bất kỳ đội tuyển nào cũng đều đang trong tầm kiểm soát. Thái Sơn tiếp tục bắn gục một người, có Artemis lao lên, Artemis nằm xuống rồi nhưng Thái Sơn còn sống, và đó là một khẩu Adobe không cần tâm. Lu đang di chuyển và góp phúc đứng ngay sát cửa nhà mà thôi. Lu cầm súng ra hạ gục một người rồi, hạ gục một thêm một người nữa, không có bất kỳ một hành động thừa đâu cả. Lu vẫn đang băng lên, tiếp tục đầu giờ 104 máu hồi phục lại đầy đủ mọi thứ và tiếp tục đe dọa vào bên phía của góp phúc. Evo không chịu nổi, thêm một kill dành cho bên phía của Lu. Anh ta lõi ra thượng phương bảo kiếm M79 tới đây, bên phía của Rus Huyết Sinh biết đỡ làm sao, với một quả chính xác thì mọi thứ sẽ là quen sạch. Nó chính xác rồi, bên phía của Eagle Esports bắt đầu lao lên, fan sát kill dành cho bên phía phải chàng Lu. Lu làm hết, Lu cần tìm và Lu có thể quét sạch luôn của HFC trong tình huống tường bom kèo này, chạy qua tường bom kèo còn mồi ngay trước mặt và Lu sẽ là cái tên sáng nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Anh ta bắn quá hay với tất cả những vũ khí ở trong người. Legendary. Giải đấu Yomot Gamel Summer 2022 tuần thi đấu thứ hai vào lúc 17 giờ ngày 26, 27, 28 tháng 8 năm 2022. Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu esports đỉnh cao.